Ta qua câu hỏi đầu tiên ha. Kính thưa sư, con đọc được trong kinh Đại Duyên Trường Bộ có đoạn này Ananda: như vậy do duyên danh sắc thức sanh, do duyên thức danh sắc sanh, do duyên danh sắc xúc sanh, do duyên xúc thọ sanh, vân vân. Con được hiểu là do duyên thức nên có danh sắc, nhưng chưa hiểu do duyên danh sắc nên có thức sanh là sao ạ? Kính mong sư Hoàng Nghị chỉ dẫn. Thì thưa với quý vị, thưa với quý vị là khi mà ở đây trong cái trường hợp là do duyên danh sắc cho nên thức sanh, thì ở đây là Đức Thế Tôn nói một cách ngắn gọn. Cái kiểu ngắn gọn này chúng ta thấy có thể thấy được ở nhiều bài kinh, hoặc là chúng ta có thể thấy ở trong Nít Đề Xá. Cái ngắn gọn như thế này nè, là khi nói như vậy chúng ta nên hiểu là do danh sắc cho nên có lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh. Chính bởi vì như vậy đó, cho nên là ở đây là nó là một cái nó gọn thôi. Quý vị có thể thấy một cái bài tương tự, một bài kinh tương tự được nhắc đến trong Nít Đề Xá. Ở đây Đức Thế Tôn nói đó là do khi mà vị tỳ kheo nhìn một cái hình ảnh, một cái vật khả ý khả ái, do nhìn cái hình ảnh khả ý khả ái đó mà gieo duyên tái sanh ở đời sau kiếp khác. Có nghĩa là ở đây nè, là Đức Thế Tôn nói là do xúc, là do lục nhập, duyên cho sanh. Ngài nói thẳng luôn do lục nhập duyên cho sanh. Thì chúng ta nên hiểu là ở đây cái vòng tròn duyên khởi được nói một cách ngắn gọn, tùy vào đối tượng. Có những đối tượng là mình không cần phải nói hết, mà mình chỉ cần nói một cách ngắn gọn là như vậy là đủ rồi. Nè, chờ thêm một tí xíu ha. Sư đang thấy có một vài trục trặc.